Dạ chào mọi người, đã quay trở lại với kênh của Lisibor. Hôm nay Lisibor có về được một em xe chạy lướt nha mọi người, SH300i màu đen nhám này, đăng ký 2020 luôn. Xe thì chỉ mới chạy có mấy ngàn cây thôi. Đây thì em sẽ quay tổng quan cho mọi người xem cái chi tiết xe nha. Vừa mới lấy về luôn á mọi người, là quay cho anh chị liền luôn. Tại vì cái chất xe nó quá mới và nó cũng có một cái giá cũng khá là mềm nữa mọi người. Xe thì mới chạy lướt thôi. Đây cái chất xe chạy lướt thì anh chị xem nè, những cái chân phuộc, ốc tán rồi bên cái lốc nồi của nó thì còn đẹp tuyệt vời luôn mọi người, 7 màu hết. Biển số thì 25359, số tiếng luôn nha anh chị. Đó, rất là dễ thương. Còn dàn áo thì không một vết chạy xước gì hết anh chị, rất là đẹp. Đây em sẽ mở cái đồng hồ lên cho mình xem km của xe nha. Chạy mới chạy 8.700 km thôi anh chị, cái này là đúng đồng hồ nha anh chị. Bên em bán là riêng cái con xe 300i này thì em sẽ bao cho mình là bao turbo xe ở con 300i này nha. Đó, xe mới thì nó có cái traction control, cái kiểm soát cái lực bấm đường á, cho xe của mình đi nó an toàn hơn, và thắng ABS. 300i mà nó cũng phân phối cao á nên cái ABS thì nó sẽ có đầy đủ hết cho mình. Đó, nó công nghệ nó cũng có được một tí trên xe mô tô đưa qua ha. Da yên này đẹp tuyệt vời luôn mọi người, không có bị đụng lỗ hay là gì hết, da yên là đẹp. Nói chung với con xe này á thì em giới thiệu đến cho anh chị là một con xe nó chạy lướt thôi, mới chạy chỉ có 7.000-8.000 cây thôi. Đó, ốc tán, mâm phuộc, đĩa xe thì nó còn mới như thế này nè mọi người. Mọi người coi cái chất xe, em quay những cái điểm then chốt trên cái xe để cho mình xem, để mà mình biết được cái xe này có phải xe chạy lướt, xe còn mới hay là xe nó chạy nhiều rồi ha. Vỏ thì đây, những cái gai gió của vỏ là còn hết nhé mọi người. Vỏ dày cui, đây những cái gai gió là còn hết luôn. Đó, những cái chi tiết trên xe là hoàn hảo hết, không có, rất là đẹp mọi người. Đây, đèn xe nữa rất là sáng trong luôn. Xe này anh chị mua về và chỉ có chạy sử dụng thôi mọi người. Cái này là em cam kết với mọi người luôn ha, không có cần phải làm thêm gì nữa hết. Đó, và giấy tờ thì chính chủ sang tên, công chứng rút gốc này nọ là bên em hỗ trợ hết cho mình ha. Đây, hai cái chìa khóa zin của nó còn luôn, hai chìa khóa và mã của cái smart key là nó còn đầy đủ hết nha mọi người. Kiến zin là cũng còn luôn, những cái đồ gì còn theo xe thì em để hết lại cho anh chị, chứ em cũng không có giữ chi hết đâu. Đó, giờ rồi, em này thì em đang bán là 200 mấy chục triệu thôi, 200 mấy triệu thôi nhé mọi người. Mọi người có cần thì cứ quan tâm thì cứ liên hệ cho em ha, qua số điện thoại là 0966 442 411 nhé mọi người. Xe này là chi tiết xe là hoàn chỉnh hết, chất xe chạy lướt nên anh chị cứ yên tâm nha. Dạ, và thêm một điều nữa là về em 300i này thì sẽ có những anh chị vào so sánh giữa 300i và 350i của Việt Nam. Đó thì đơn giản là mọi người, tiền nào của đó, xe mắc hơn thì đương nhiên nó sẽ có một cái giá trị xứng đáng với lại xe mắc hơn ha. Còn xe rẻ thì nó sẽ có một cái giá trị đúng như xe rẻ. Còn nói về chuyên sâu hay là máy móc của con nào ngon hơn thì cái đó thì tùy mỗi anh chị mình chạy, mình trải nghiệm và mình xem thực tế nó như thế nào ha. Còn 300i thì nó cũng rớt giá rất là nhiều rồi. Đó, nhưng mà để mà so sánh với một chiếc xe Ý và một xe lắp ráp tại Việt Nam á thì em sẽ nghiêng về cái 300i của Ý hơn. Thì dù gì xe nhập thì nó cũng sẽ tốt hơn ha. Rồi thì đây là thêm một em xe mới đó mọi người, SH150 2021 nha. Xe thì tình trạng xe thì anh chị yên tâm, những cái xe mới như thế này á, chúng ta chỉ có mua về và chạy sử dụng thôi, chứ không cần làm thêm gì nữa hết. Như đây em sẽ mở cái đồng hồ lên cho anh chị xem là cái odo nó bao nhiêu ha. Đó, đăng ký 2021 và mới chạy chỉ có 3.741 km thôi mọi người, đúng đồng hồ nha. Cái này thì em đảm bảo bao tua bao dê cho mình luôn. Đó, những cái xe mới đời cao như thế này thì em chỉ kiếm những cái xe chạy lướt về em đăng lên bán cho anh chị thôi. Như mọi người xem nè, cái năm sản xuất của nó là 2021 nè mọi người, hai chìa khóa zin còn đầy đủ luôn nha. Đó rồi thì như mọi người cũng biết rồi, 2021 thì mua cái xe về chạy được có bao lâu đâu, thì dịch nó hết mấy tháng rồi, hết nửa năm rồi, hơn nửa năm rồi. Thì những cái xe như thế này anh chị mua trong hãng nay dám, xe mới nó tầm khoảng 100 mấy triệu thì ở đây em bán chỉ tầm khoảng 100 mấy triệu thôi, cho anh chị mình
tiết kiệm được một khoản chi phí gì đó mà nó không khác gì mà khi mà mình mua một cái xe trong hãng á mọi người. Chỉ mới chạy 3.000 cây thôi thì nó chỉ mới hết rô đai thôi, nên chỉ coi những cái chi tiết trên xe nè, còn rất là đẹp luôn. Dàn áo là không một vết chạy xước gì hết ha, đèn rồi cũng không bị bể gì hết. Những cái vỏ của nó nè anh chị, va gai rồi còn đầy đủ hết. Và cái gai gió nè anh chị, chiếc xe chạy 3.000 thì nó còn những cái gai gió như thế này. Còn mình chạy trên tầm khoảng gần 10.000 cây rồi thì những cái gai gió này nó mất đi ha. Nè, những cái cây cốt, con tán của con xe nó còn 7 màu hết, rất là đẹp luôn. Dĩa thì những cái sớ dĩa đây, những cái xe mới, những cái sớ dĩa mới thì nó sẽ còn đẹp như thế này. ABS, bản này là bản 150 ABS nhé mọi người. Đó, tán trước chưa mở. Còn những cái chấm sơn zin của nó rất là đẹp. Rồi thì đó, đây là một con xe SH 150 Việt Nam 2021. Và chiếc này về thì anh chị mua không khác gì một cái con xe trong hãng hết mọi người. Tình trạng xe rất là đẹp, phù phiết 7 màu hết. Thì nó chỉ mới chạy có 3.000 cây thôi anh chị. Đó, xe là chưa một vết trầy gì hết, đúng đồng hồ luôn nha, bao tua bao dê cho mình. Và đương nhiên là biển số thành phố 59X4-02315. Rồi thì phụ kiện theo xe cũng còn đầy đủ hết, hai kiếng zin, hai chìa khóa zin. Đó, máy móc thì anh chị không cần phải lo rồi, máy móc thì không có đụng đậy gì vô máy móc hết. Rồi thì em đang bán với con SH Việt Nam này chỉ có 100 mấy triệu thôi nha anh chị. Và SH 350i thì em bán là 320 mấy triệu thôi. 2020 mới chạy cũng chỉ có mấy ngàn cây thôi. Tất cả đều xe ở bên Lisbon đều là xe chạy lướt hết mọi người, nên mọi người cứ yên tâm về cái chất lượng của xe nha. Anh chị nào mua xe thì có thể liên hệ cho em qua số điện thoại là 0966 42 41, hoặc là tới trực tiếp cửa hàng của Lisbon là 829 Lê Hồng Bích để mà mình xem xe, mình chạy thử xe nhé mọi người. Bây giờ thì bye bye và chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp mọi người ở clip sau. Anh chị nhớ đăng ký kênh để xem thêm nhiều xe ở Lisbon nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.